năng lượng tích cực, cái việc không muốn học tiếng Anh và cái tầm quan trọng của việc học tiếng Anh cho các bạn. Tại vì xã hội bây giờ là tiếng Anh rất là quan trọng. Lớp tiếng Anh của cô Giao Trâm được mở tại trường tiểu học Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành trong suốt thời gian nghỉ hè. Đều đặn vào các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần, học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số Hờ Re. You ask and can answer. Con sẽ hỏi và bạn can trả lời nha. Hello. Hello, what's your name? My name Khan. My name is Khan. Okay. How are you? How old are you? How old are you? 1, 2, 3, 4, 5. I. Yes. Where are you from? Yes. I'm from Vietnam. What do you like? I like chicken. I like chicken. Have I? Yes. Thank you. Lớp học được trang bị TV màn hình lớn kết nối với Internet. Những trò chơi được cô giáo lồng ghép vào bài học, giúp các em mạnh dạn, tự tin, dễ nhớ và dễ hiểu bài. Who's the winner? Bạn nào thắng nào? Bạn Kha. Kha. Ở đây con rất là vui, rất là thích. Con rất thích học tiếng Anh. Cô hay cho tụi con chơi trò chơi. Em dạy như thế xong rồi các bạn tiếp thu được, các bạn nói được, các bạn giới thiệu được xong rồi vui lắm. Kiểu là công sức của mình bỏ ra là cũng có hồi đó rồi. Thì nhưng mà thật sự là cái lớp này nó vẫn còn một số hạn chế, là không phải các bạn, tất cả các bạn đều đọc được, đều nói được, nhưng mà em thấy có tiến bộ. Họ cũng tiến bộ, tiếp thu nhanh. Nói chung là đi học cũng đầy đủ. Nhờ lời động viên của quý thầy cô. Thì nhân đây thì em là thay mặt phụ huynh cũng xin cảm ơn đến cô dạy bộ môn, cô Trâm đã dạy dỗ và luôn đồng hành suốt thời gian qua. My name is Carl. Cô giáo Trần Thị Hoàng Trâm, quê ở xã Hành Dũng và hiện đang là giáo viên tiếng Anh trường trung học cơ sở Đức Chánh, huyện Mộ Đức. Hè năm nay là năm thứ hai, cô Trâm tham gia dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh người Hờ Re. Lớp học này do đoàn thanh niên xã Hành Dũng mở. Vì học sinh là người Hờ Re nên phương pháp dạy của cô Trâm cũng khác hơn so với dạy ở trường. Em tập đọc cho các bạn tiếng Việt là đọc như thế này, đọc như thế kia. Xong rồi em sẽ từ đó em dạy qua tiếng Anh, là tiếng Anh cái từ này nè, thì tụi con đọc như thế này là tiếng Anh, cái nghĩa tiếng Anh của nó. Giống như cái ngôn ngữ của tụi con là có tiếng Việt và tiếng của các bạn đấy đó. Thì tiếng Anh cũng vậy, tiếng Anh là mình sẽ chuyển, mình đọc, tập đọc cho các bạn từng xíu. Dạ. Thì nó hơi khó khăn cái ban đầu một xíu, sau khi các bạn làm quen rồi thì ổn. Thêm một mùa hè đầy bổ ích của cô giáo Trâm và các em học sinh. Vừa được trau dồi thêm môn tiếng Anh, học sinh vừa có thêm kỹ năng để tự tin giao tiếp. Và quan trọng hơn là cô giáo Trâm đã giúp các em học sinh ở vùng còn nhiều khó khăn có động lực để học tập tốt hơn.